Cypher Superstar Season 2 Lương Toàn from Vietabet. Cảm giác của ta khi sống trong một xã hội hiện đại thế nào á? Sống trong một thế giới mà tất cả đang dần đảo điên. Hết mình là một cái tội bởi sống như vậy thì người ta bảo điên à? Xã hội hiện đại tới đầu khi mãi đéo nâng cấp được cái ý thức. Còn người điên dại với nhau thì cố gắng đến đâu cũng chỉ mãi phí sức thôi. Online có mấy tiếng mà thấy đâu đâu cũng là chuyện của mình. Nhưng đến khi đụng đến quyền lợi riêng thì lại nghĩ chắc chắn xã hội nó chưa minh. Bởi ích kỷ đã trở thành một thói quen rồi, thích chỉ trích đã trở thành cái trên. Mà đến khi buông cái thế giới hình vuông thì xung quanh mà chỉ còn một cái màu tối đen rồi. Cũng chẳng biết con người còn tồn tại được bao lâu. Bón chen trong làn khói xám, ai cũng mong cho mình được máu dâu. Bản chất của xã hội là cùng nhau phát triển và đi lên, nhưng ai cũng chắp tay xin xá tội khi dùng mọi thủ đoạn để ghi tên. Fucker.